Có một ít câu hỏi gửi đây. Bây giờ tôi xin trả lời ngay mấy câu hỏi của anh chị em để trên này. Rồi sau đó thì anh chị em có thể hỏi trực tiếp được. Rồi sau đó tôi làm bài học mới nhé. Thưa cha, vừa giáo viên khi trao mình thánh Chúa. Theo mình thánh Chúa. Không có giáo dân, không đi phát trận, phát đồ từ thiện. Không nói câu mình thánh Chúa khi câu khỏe cha cho chúng con biết. Vì không nhìn giáo nên nên nhiều người không có đạo vẫn nên nhận mình thánh Chúa và nắm trong tay đi về các người thật viên không phát hiện ra. Chỉ có giáo dân mới có thể nặng. Không có hiểu cái câu này nghĩa là sao. Nhưng mà đọc cái câu hỏi này anh chị em. Nhưng mà dù là không có rõ câu hỏi, lừa giáo viên không ngó giáo dân, giống như phát trận phát đồ ăn từ thiện, không nói câu mình Chúa khỏe cha cho chúng con biết, không nhìn giáo dân thì không biết làm như nào, thì cái câu hỏi mà cũng không hiểu đầu ra làm sao, phải cho người ta mới đưa chứ không cho người ta thì sao được. Nhưng mà nó như thế này, cái câu chuyện như thế này, xin tất cả các người bên trong thì Chúa lưu ý chúng ta nhớ là thừa tác viên trao mình thánh Chúa, thì ở đây là chúng ta đang làm thành một hành vi thánh. Anh chị em nhớ, chúng ta cầm trên tay, chúng ta cầm trên tay bánh thánh, và khi cầm bánh thánh chúng ta nói cái câu này: mình thánh Chúa Kitô. Cái mắt trần của chúng ta nhìn cái bánh vật chất, nhưng mà chúng ta lại nói mình thánh Chúa Kitô, thì giáo hội nói tất cả các thừa tác viên bắt buộc phải nói câu này. Khi cầm trên tay một cái vật mà mắt trần chỉ là cái bánh thánh, mà chúng ta nói mình thánh Chúa Kitô thì bắt buộc. Lý do tại sao? Vì chúng ta là thừa tác viên. Đây là một lời tuyên xưng đức tin. Anh chị em nhớ nhỉ? Tất cả những ai trong thánh Chúa, khi chúng ta cầm bánh thánh trên tay, mắt trần trong cái bánh mà chúng ta nói mình thánh Chúa Kitô, thì đối với cái người đang cầm đó là một cử chỉ tuyên xưng đức tin. Đây là mình thánh Chúa. Mắt thì thấy bánh, nhưng mà tôi nói mình thánh Chúa Kitô, nghĩa là tôi tuyên xưng đức tin đây là mình thánh Chúa, chứ không phải là phải một cái bánh bình thường. Vì thế bắt buộc chúng ta phải nói. Những người nào mà đi trao mình thánh Chúa làm biếng, cứ cầm phát thì giống như là đi phát đồ từ thiện, nguy hiểm. Chúng ta phải nói, bởi đó là cử chỉ đối với thừa tác viên tuyên xưng đức tin rằng đây là mình thánh Chúa, ta đã cầm trên tay mình thánh Chúa Kitô. Đó là trước hết đối với thừa tác viên cầm, mình nói câu đó là cử chỉ mình tuyên xưng đức tin. Nhưng có một điều lạ nữa này, tôi tuyên xưng đức tin mà không cần trước mặt ai cũng được thôi, nhưng tôi lại cầm bánh thánh trước mặt cái người rước lễ, thì bây giờ cùng cái lời đó bây giờ nó thêm một cái nghĩa mới. Đối với tôi thì đó là tuyên xưng đức tin, nhưng mà đối với cái người rước lễ đó thì lại là một lời mời gọi mình thánh Chúa Kitô. Anh đi lên đâu có phải là ăn bánh, anh bánh đâu. Người tôi đang nói là tuyên xưng đức tin mình thánh Chúa Kitô, nhưng mà trước mặt anh là mình thánh Chúa Kitô, thì cái lời này là lời mời gọi. Và vì thế bây giờ cái người rước lễ mua phải thưa amen. Amen có nghĩa là chỉ phát nói mời gọi tôi đây là mình thánh Chúa, tôi nói amen. Anh chị em nhớ nhỉ? Amen có nghĩa tôi tin như thừa tác viên nói. Thành thử ra ở đây
kiểm chứng những người mà không có đạo lúc đấy. Thí dụ nhá, nhất là dòng chúng thế này là rõ nhất này. Hồi xưa tôi ở cái vườn xoài, hay tôi ở một giáo sư đông nó vừa ăn dơ mấy ngàn, nhất là cái giáo sinh. Những người mà những người ngoài đi đến nhà thờ thì có giáo sinh là họ đi rồi, lạ lắm á. Học sinh người nước ngoài người ta không đi đâu, mà giáo sinh là người ta đến, người ta xem hàng đá rồi người ta đi đến dự lễ. Mà có nhiều người nó cứ lén lén nó lên họ rước lễ. Thì tôi cái dịp đã cho chúng nói nhà thờ trước là xin các anh chị em không phải là ở các anh chị em là các tôn giáo bạn không phải là người tôn giáo, xin không rước lên rước lễ. Nhưng mà nhiều người vẫn lén lên. Thì tôi đã các tôn giáo viên là cái dịp lễ này là rất quan trọng. Tôi nói tất cả mọi người đi nước đấy phải đưa amen. Thì tôi nói cái ngày này á, thì người giáo dân phải biết và các người giáo viên phải nói với mình đi chúng tôi. Thì sẽ có cách kiểm chứng là thế này. Và những điều này lớn lắm thì người giáo viên nói là mình thánh Chúa Kitô thì người công giáo bên đông người này và sẽ nói amen thì biết là dân ta. Chính tôi đã kiểm chứng là khi tôi có thể đi Chúa thì cái người đó đi lên á. Tôi đã nói trước rồi, anh chị em phải amen. Cái anh chị em amen là kiểm chứng đó là anh chị em là người công giáo. Và khi tôi biết phải nói, khi tôi nói mình thánh Chúa Kitô, thì tôi thấy cái người đó nhìn tôi cái gì, nói cái gì vậy? Không biết gì đâu, thì người công giáo thì biết là mình thánh Chúa Kitô. Còn người ngoài thì biết gì, mình thánh Chúa Kitô thì không phải được nghe đâu. Cái gì tô bảo với cô gì, mình thánh Chúa Kitô. Tôi hỏi, tôi nói là mình thánh Chúa Kitô thì người này chưa hề bao giờ nghe. Tôi đọc lại là mình thánh Chúa Kitô, rồi có vấn đề rồi. Tôi hỏi có theo có phải người nào không, lắc đầu, xin mở số. Anh chị em cứ kiểm chứng mà xem, tất cả những người ngoài làm gì biết mình thánh Chúa Kitô, biết đâu mà ăn mê. Biết thế nào mà anh em chỉ có hạ thôi à, chỉ có hạ thôi. Thành thử ra đây là cách kiểm chứng rõ nhất ở những dịp lễ, ở những lễ lớn đó. Vậy ở đây, đang ngồi đây có những người trong mình đến Chúa, ai đang trong mình đến Chúa, đưa tay em xem nào. Nhớ nhờ, các dịp lễ lớn phải thưa nói mình đến Chúa Kitô. Và đặc biệt thấy những người mà lên lúc lễ đó, mà nhìn cái ánh mắt có vẻ mình thánh Chúa Kitô cho to lên xem nó có biết đường để trả lời không, tắt đi cho nó xem biết thế là câu mở thế này có cái Kitô nào đấy đó. Thế là bây giờ đôi khi có những nước mà nó ghê gớm, nó không biết cách để nó nước lên hay là nhiều khi thật sự thật là vậy. Các người trong kia thì cũng lơ mơ hơn vậy, tổ đời tổ thế là cũng biết được. Thì để các bác nghe đây, luật giáo hội này, khi chúng ta biết rõ người đó, biết chắc chắn lắm, 100% là người đó không có đạo và rước lễ, thì trước hết cái người biết rõ là người chịu trách nhiệm cho hết. Người biết rõ là người chịu trách nhiệm hết. Thì cái người giáo dân nào đã biết rõ người đó không biết là cái người đó chịu trách nhiệm đầu tiên. Thì cái người đó chịu trách nhiệm sao? Phải báo liền cho thừa các bên trong cái số ngay trong cái số bác cái người đất công đức không phải người công giáo đâu bác xuống đòi đi, thì cái người cha có trách nhiệm đi đòi, nhớ chưa? Cái người biết thì phải báo cho thừa các bên đi đòi. Nhưng mà nếu mà bạn báo đòi chưa kịp, nhớ cho lấy mình cái chú nó làm gì thì mình phải là người đòi, nhớ chưa? Nhớ rằng, nhìn cái cách đòi mà mình sợ nó hãi cái kia thì là sao? Phải bảo vệ mình thánh Chúa, lấy thân mình bảo vệ mình thánh Chúa cho bằng được. Dù nó mạng sống mình phải bảo vệ mình thánh Chúa, nhớ chưa? Vậy thì bây giờ mình báo cho tổ chức viên đi đòi. Mà tổ chức viên mình nghĩ là tình trạng này mà báo tổ chức viên đến mà nó làm cái gì bận mình thánh Chúa thì mình đi đòi luôn. Thế đòi thì làm sao? Nghe thì các bác nghe lại đòi mà cầm thằng con với nó rắc rối nghe chưa? Phải nói là đưa mình đến Chúa đây, còn nếu không phải vận động nhiều người đòi cho nó luôn, dùng bản lực mà đòi nghe chưa?
anh chị em mình thấy Chúa nhiều cái nó nắm chặt về nó cứ vo về nó muốn thế thì làm sao đòi chứ được móc nó ra để mình muốn Chúa được thì làm sao bỏ toàn em một nuốt luôn nhé. Chúa giờ chị em mình đặt cái cha nhớ chưa, nhớ cái luật của thánh chưa, móc nó ra không được đấy không được đấy thì Chúa rút luôn. Cái mùa này thì đánh Chúa nó này, có mấy cái ông mà chúng ta nghe cha mình đánh Chúa cho giáo dân đấy, thì là cho các bệnh nhân thì các cha thường là trên quy tắc tôi nói thì chị em biết này, luật hồn thánh á, có cha gặp mình trên với các cha đây đấy, thì con nói cái này thì con chạy đâu thì các tớ cứ nói cho con thì con nói cho luật giáo hắn tạo để cho những cái sự bình tĩnh đang đặt nói luật hội thánh bảo thế này, tất cả mọi Kitô hữu có hai điều kiện sau đây đều được rước mình thánh Chúa hàng ngày: một, sạch tội trạng, rước mình thánh Chúa mà có tội trạng trước lúc phạm nhé, tội lúc phạm lúc án phạt người rồi nhé, không có được khi mà tội trạng không được rước mình thánh Chúa, để rước mình thánh Chúa sạch tội trạng thì cái thứ nhất, thứ hai ý hướng này à, ý hướng này là cái gì? Là con sẽ được trả cái gì? Khao khát Đức Chúa lắm lắm rồi, không có Chúa thì con thấy tối, không thể nào mà thấy sống được. Này, con khao khát khao khát lắm lắm rồi. Thì ý hướng này là mình hiểu không biết là làm khao khát thì tất cả mọi khi tôi lúc mọi người đều được quyền rước lấy mỗi ngày một lần và đại kể cả các bệnh nhân nằm liệt ở trong gia đình. Ví dụ, họ không thể ra khỏi nhà được, mà bây giờ họ sạch tội trạng, họ khao khát nước Chúa mỗi ngày nha. Họ nói với cha sở, thưa cha, con không đi lấy được, con nằm liệt ở nhà, con muốn nước lấy hàng ngày, thì luật hội thánh buộc cha sở đưa mình thánh Chúa hàng ngày cho. Lạy Chúa tôi ơi, con đưa cha về trên và các cha, con xin lỗi không phải tố các cha ở đây. Nhiều trang sứ bà bố của con nè, mẹ em Chúa hàng ngày con ạ. Mà cha sứ mà thơ một tuần mà bố rất một lần thôi, rảnh thì đưa. Rồi có ông cha lan lệnh một tháng một lần, với lại tôi tôi đưa. Có ông cha lan lệnh một tuần một lần. Bởi vì tại sao? Mình thánh Chúa đâu phải là quyền sở hữu của mình là chỉ người quản lý thôi. Mà luật của thánh là mọi người khỏe hay yếu họ đều có quyền được lấy thuốc này. Vì thế họ đau yếu là họ yêu cầu linh mục phải lo. Phải đưa, nếu linh mục không đưa được hàng ngày thì linh mục phải xin các thừa các viên đưa mình thánh Chúa cho bệnh nhân hàng ngày. Luật của thánh đó. Chứ không phải là cha ban ngày nào thì được ngày đó. Bây giờ bà bố muốn đưa đến ngày ông cha bảo chứ không. Bà bố không, một tuần tôi mới nói là tôi đi về, bà bố bảo con nghe, mẹ hèm Chúa quá, tôi mẹ an tâm, con sẽ tìm cách con đưa về Chúa cho mẹ. Nhiều ông cha thì không biết sức rồi, mình đâu có quyền quản lý đến Chúa. Vì thế, mỗi người đều có quyền rước mình thánh Chúa hàng ngày. Càng những người lừa đảo hoặc đòi hỏi thì các linh mục phải chấp phải tu bổ kinh nghiệm của ngài. Trong trường hợp ngài không thể làm được thì ngài sẽ phải xin giám mục để có các thừa các viên cha mình thánh Chúa bệnh nhân hỗ trợ ngài. Thế cái câu chuyện nó ra như thế này, thế tôi trao cho mình thánh Chúa cho một số các ông thừa các viên cha mình thánh Chúa cho bệnh nhân, khổ thân một cái là ông đưa mình thánh Chúa cứ hàng ngày ba người. Hôm đó ba người, có một người đi đến nhà khóa cửa chùa rồi khóa cửa đi đâu ạ? Đi nhà thương không có báo, đi nhà thương không có báo, thế có cùng mình thánh Chúa. Ông gọi điện thoại bảo trai cha, bây giờ còn dư mình thánh Chúa, con đến nhà đây từ ngày đi nhà thương rồi không có biết được sao cha, đem về cất ở nhà không được đâu nha, nhớ không có được đem về nhà cất làm tập bệnh. Trong trường hợp đó làm sao? Cái nhà thờ thì cha không có nhà, tôi đang đi dạy học. Thế đây đem đi học sao rồi đem về nhà xứ thì chẳng ai.
là rước luôn, còn dư rước luôn, còn dư bao nhiêu rước luôn cả chỗ đời cha. Ừ, ở đây rước luôn có nghĩa là gì? Là để bảo vệ mình hay Chúa, chứ không phải nước hai lần trong trường hợp để bảo vệ. Vì thế các vị bác nghe em nói nè, các bác luôn là gì? Mình đi thấy rước mình hay Chúa sáng rồi, rước mình hay Chúa đầu đâu là mất rồi. Thế bây giờ ngay gặp cái nhà giàu kia, thằng ăn trông nó vào nó đổ hết Chúa ra, nó bày mình đi rồi. Chú vương vãi ra hết tất cả ở đây này, không biết cách nào mình có phát hiện ra cha đi vắng rồi mà bây giờ mà nhà giàu thì nó phá quan ra, nó bê mình bê mặt nó bê hết mình hết mình Chúa ra. Thì các bác làm sao? Các bác cứ nhìn ăn ngồi nhóm ăn dần dần cho hết tô đấy. Các vừa các viên văn khi mà công bố lời Chúa tư cách của chúng ta,
chúng ta đọc rõ ràng một vài cái chi tiết cho đây của các vị công bố được chú ý này. Một vài cái trước hết về cái tư cách thứ nhất là cái gì, là nói về cái tâm hồn của chúng ta. Tư cách là tư cách đời sống luân lý mà. Tư cách của chúng ta có nghĩa là chúng ta vừa tác viên, chúng ta nên công bố lời Chúa nhân danh giáo hội và đại diện cộng đoàn. Chúng ta nhớ nhầm ở đây, tôi không đọc cái câu này, tôi đặt cái bài này vì tôi có khả năng sai nhau. Ai mà nói rằng là tôi nên đặt cái bài này bởi vì tôi là cái người có chức ước, tôi đặt được hay là cái đó, một số người là hay tuyển chọn những người đọc kinh thư hay là đặt ca đoàn hay là bởi vì hát hay nên đọc tốt vào kia. Sai. Cái đó có, nhưng cái quan trọng hơn là tư cách của người đó. Tư cách của người đó này, khi tôi làm cái hành vi này giữa cộng đoàn là bởi vì mình không phải cho tôi, mà tôi đang nhân danh cộng đoàn tôi làm cái để cho mọi người, tôi đại diện họ. Do đó bất luận người nào ở trong phục vụ thì cái hành vi của chúng ta là hành vi đại diện. Chúng ta nhớ là vừa tác viên là người đại diện, và anh hay chị đọc hay làm cái gì đó là anh hay chị thấy mặt chúng tôi làm cái việc ấy, chứ không phải là anh hay chị có khả năng riêng. Vì cái tư cách của anh phải là có chúng tôi ở trong đó. Vì vậy cái tư cách là thế này, luật phòng thánh đó không cho phép những người không phải là y tô cũng đặt cái tư, người không có đạo không đại diện chúng tôi được, không đại diện chúng tôi đặt cái tư được. Rồi cái người đó, xin lỗi, cái tư cách luân lý đó, vợ nọ con kia rất là nhiệt thành cho người chung, thì cái việc anh làm người chung thì anh bây giờ từ vấn đề đặt thời, tức là anh làm cái việc họ bị kia ở trong nhà thờ, anh ở ngoài sân anh muốn làm những chuyện của anh, nhưng mà anh lên trong nhà thờ anh đại diện chúng tôi mà, thì anh bị vợ nọ con kia cứ lên danh mà nó rất là chịu khó trong nhà thờ, nó được lắm. Và vì thế nên là đại diện chúng tôi. Chúng tôi đâu có phải là những người ăn ở đeo nghe vợ nó không khi đi mạng cứ đầy đặt cưới. Do đó những người nào đời sống luân lý mà gây ngộ nhận hương xấu, mà mọi người khi nhìn thấy những người đã đi đọc kinh thư mà tư cách luân lý thật là hương xấu, không được, không được, không được. Anh chị em nhớ nó nhỉ? Tới nhiều khi cứ nể nang và chứ cái người này nó ở trong trong giáo xứ thì nó sốt sáng lắm mà kia. Tôi muốn tôi đang ở với bà hai người cha đang lâu xa lâu rồi. Làm sao đại diện tôi được? Anh ngoài nhà thờ đó, anh giúp cho ông cha anh làm cái gì? Cái chuyện là chuyện của anh. Nhưng mà anh vào trong nhà thờ là của chúng tôi, đại diện chúng tôi, nên anh từng muốn lấy cái chuyện mà chuyện ở ngoài sân và vào trong nhà thờ là anh thay chúng tôi được. Hiểu các nghĩa giữa đây xem mà khác nhau lắm nha. Nhiều khi chúng ta có tư quan cá nhân, chúng ta không phân biệt tư quan cá nhân với đại diện dân Chúa. Đấy là thật nha. À, từ nay rồi bây giờ khi chúng ta đi lên, chúng ta đọc thì bây giờ sang đến cung cách. Cung cách nghĩa là khi đi lên đó, đọc thánh thư đó, là đây là một cử chỉ thánh. Chúng ta nhớ là một cử chỉ thánh. Do đó chúng ta đi đứng phải là hoàn nghiêm trang, không có phải đi cứ sọc sọc cứ giống như là đi ở ngoài quốc gia như sao đâu. Vậy thì đi nghiêm trang làm sao? Đây, các bác nghe em nói nè. Hộp thánh nói thế này, cái cử chỉ bình thường mà một người con cái Chúa đến Chúa đó, thì cái cử chỉ bình thường đó là cái tư thế của người đó khi dứt và bất cứ một cái cử hành phục vụ nào, cái tư thế bình thường đó là toàn cái đi đó đang làm nha, là chúng ta đứng hai chân nếu đứng nha, ngồi vậy cái bàn tay nếu ngồi đó thì cái bàn tay đó là để cái lòng bàn tay úp lên trên đầu gối, lòng bàn tay úp lên trên đầu gối, không buông thõng, không chống
ơn cho thế nè. Cái ngồi đó là lòng bàn tay út trên đầu gối, hai đầu gối để song song, không chè ra, không rút mà để song song út trên đầu gối. Đây là tư thế chúng ta hang sinh của bụng đó, hang sinh thở phương đó. Khi đứng, khi quỳ thì hai tay không buông thẳng, nên các bạn để ý là những người ngoại họ vào trong nhà thờ nhìn cái phong cách của họ biết liền tức họ đang phải là một công giáo, thì hai tay của họ buông. Nhất là đám cưới, đám cưới chúng ta thấy họ nhà trai nhà gái hoặc cái người không đạo họ vào trong nhà thờ họ đứng như này, đứng như chào thờ, đứng như họ để đây, chúng nó lắm cái nhà thờ đứng vậy. Nhưng mà cái người con Chúa đó thì toàn thánh chỉ thế này, khi chúng ta đang thờ phượng thì khi chúng ta đang dùng phục vụ khi đứng cái thực hiện cái tay lên thế này, bốn ngón có này nhìn nhau cái rất là rời ngang, nhìn nhau ngón cái phải đè lên ngón cái trái theo hình thánh giá đặt trước ngực. Tất cả các bác làm như thế này, tư thế như thế này, tư thế như thế này, tư thế như thế này, nhìn cái này đó, không phải chỉ là xuống đây, không phải hai ngón sọ vào lỗ mũi, sọ vào mũi, không phải xịt cái này bị bắt xuống, mà bốn ngón nhìn nhau, ngón cái phải đè lên, câu hát đặt trước ngực đến thế này, là nhớ nhạc đặt trước ngực vậy, cũng không chìa thế này, đặt trước ngực, đặt trước ngực, có biết đặt trước ngực không? Đặt trước ngực, cứ còn chìa ra như vậy, cứ lơ lơ, đặt trước ngực, đóng về này. Thế thì nghe đây, đây là tư thế, ta gọi là tư thế mà biểu lộ một cách rõ nét nhất về hành vi thờ phượng. Chỉ có đối Chúa là thế nhưng mà có phân tích đó, khi chúng ta dâng lễ, chúng ta phân bày hành vi này chấp nhận được, nhưng không phải là hành vi hoàn toàn dành cho Chúa. Vì lý do đấy là này, khi chúng ta phân tay thì chúng ta đơn thuần là chỉ là diễn tả một cái tư thế để nghĩ. Người ta có thể đứng khoanh tay tự lực, người ta có thể đứng khoanh tay xem bóng đá, xem truyền hình, thì tư thế khoanh tay được gọi là tư thế để nghỉ. Còn cái tư thế chắc tay là tư thế thở. Các bác hiểu đây đúng không? Mà người ta nói tư thế khoanh tay là tư thế nghỉ, tư thế chắp tay là tư thế thờ phượng, và người ta chỉ chắp tay khi đến trước Chúa mà thôi, không có ai chắp tay xem truyền hình má, chắp tay xem bóng đá, điên, điên. Nên ta gọi là tư thế chắp tay thờ phượng là tư thế độc quyền đó. Các điều không biết, không biết. Nhưng khốn khổ thay, nhiều người chúng ta không biết, ta không biết, chúng ta không biết, chúng ta quen với cái tư thế gì cả. Chúng ta thấy một người nào đó đi lễ chắp tay, chúng ta lại bảo, ôi bác ơi, đạo đức vừa vừa mà chỉ. Em không nói láo một tí nào đâu. Thầy Chúa con người ta làm đúng thì bảo, đạo đức vừa vừa. Vậy từ nay trở đi, tất cả chúng ta ngồi đây đi lễ chắp tay nhà con tay. Mình không có biết, lại không ai dạy. Thế chúng ta cứ truyền tay nhau, cứ truyền tay nhau, truyền tay nhau bảo vệ thôi, quanh tay. Thế là cuối cùng là các bác cùng xem là thừa tác viên lên cung thánh đọc thánh thư, bật áo an bang đi thế này, nhìn xem có làm sao. Nhưng mà các bác để ý các cha làm lễ, các cha làm lễ, các cha mặc y như các bác đó, là bên trong là các cha mặc áo trắng là áo an bang đấy, có biết không? Không có ông cha nào đi lễ mà áo lễ mà đọc cái này đều là chắp tay cùng kính. Các bạn thấy vấn đề chưa? Là chúng ta không có biết, không có biết. Thế nhiều khi mặc áo an bang đọc thánh thư ngại chắp tay, ngại chắp tay,
mà cứ phanh tay đi lên. Ôi trời ơi, chả hiểu đầu tôi nó ra làm sao cả. Nhớ nhớ nhé, do đó lên đặt cách thức. Chúng ta đi cung cách của chúng ta là lên của chỉ một luật. Các tay cùng đến thế này, ta đi lên là cái Chúa đàn hoàng như thế. Đó là tư thế hờ hương rất về cung kính đầu luật. Đứng ngồi, đứng quỳ mà chúng ta chắp tay này. Thế thì khi mà cái thường các bên mà lên cung kính, lên đọc thứ thư, lên ta chắp tay đi lên. Lưu ý thế này, nhiều người trong chúng ta đó, chúng ta nhớ nó đi nó lại là chúng ta công bố lời Chúa, là chúng ta đại diện toàn thể dân Chúa. Tư cách của chúng ta quan trọng lắm, nhưng mà đi lên chỉ sợ người ta dòm thấy gắn rối vậy chứ. Thì lén lén đi lên đó, thì đi thiên ngang giữa đường, đi từ đây đi ra thẳng giữa đường, đi lên đây bái kính đàng hoàng, bước lên tăng cấp đàng hoàng như thế, bái kính Chúa rồi đi xem bên giải cả đạo. Chúng ta nhớ nguyên tắc là thế này, nguyên tắc là thế này, trừ trường hợp là cái tăng cấp mà cái giải đài đó là nó quá gần, còn nếu ở cung hay mà rộng đó thì người thừa đắc viên ở dưới đi lên thì cứ đi lên hết tăng cấp lên trên phẳng của cái cung thánh, mà cái mặt phẳng đó đặt cái giảng đài thế nào thì chúng ta đứng ở trên mặt phẳng của cung thánh đó, cùng một vị trí thẳng với lại cái giảng đài, chúng ta bái kính ở đó. Nhiều người không có biết giảng đài ở kia, nhưng mà ở cái này như thế nào, đứng ở dưới ba bốn cái tăng cấp dưới này, bái cái này nó bắt đầu mới bò bò đi lên như thế này. Mà đúng luật đó là chúng ta phải đi là từ dưới đi lên thẳng, tăng cấp đầu tiên chúng ta lên thẳng đây, bái kính rồi đi ngang tốt hợp là đến đây là. Có hiểu cái cách nghĩa không? Có hiểu cách nghĩa không? Hiểu cho tay xem nào. Còn nhiều người thì không biết, ừ, chưa đâu, chúng ta nó bắt nghe đi đạp quá, lên đạp quá là đi nhiếp là gặp cả đó đi đâu đó, bái đây này các bác này, chả buông bước vợ cũng không gì, ta có ở bên này bái xong phải đi xiên xiên bên này xiên xiên, có để ý không? Có để ý không? Vì nghe đây đây có vấn đề, nó bắt đầu đang xì xèo, biết là có vấn đề chồng chắc ở đây này, có vấn đề chồng chắc ở đây chắc có vấn đề to rồi, nhìn cái ánh mắt kia là biết. À, nghe đây là trong đầu của chúng ta hiện nay cái vấn đề nó không có gì lên cám chạy về trên anh chị em, cả cám chạy về trên cho con giáo đấy, là trong đầu của anh chị em nhiều khi chúng ta vẫn không nghĩ rằng là nguyên cái tư thế lên là tư thế nhân danh cộng đoàn. Các bác có trông thấy các cha làm đấy cũng nhân danh cộng đoàn đấy, các ông đi đàng hoàng tử thế, đi buông bước đàng hoàng tử thế, có ông nào đi lén lén như mình bao giờ? Cha cũng vậy, con cũng vậy, nhân danh cộng đoàn chứ nào có phải đâu. Mà trong đầu của chúng ta là đi lên thì nghĩa là ta đạt được không, còn đi lên cách mạng được, nghĩa là khói được, cước lên được, nghĩa là đạt được. Còn cái bố đi chỗ nào cũng được ấy. Cái đầu của chúng ta đó, đi sao mới là để nó được không? Đi mẹ, đi chè, đi xiên sáo được, miễn là nó bước lên trên nó ta đạt được là được. Thì cái trong đầu chúng ta đạt được, còn cái chuyện đi không quan trọng. Có hiểu em nói không? Có hiểu lý luận không? Hiểu cho đây xem nào. Đấy chưa hay chưa? Do đó bây giờ nguyên đi của đàn hài nó chỉ cần nói nguyên đi thôi là phải cung kính đi lên đàng hoàng bái Chúa làm sao chứ được, ta nói là bắt đầu bước ra khỏi cái ghế này là đại diện của tôi rồi, còn đây là mình chỉ nhắm đạp thôi, còn chuyện đi lên và đi xuống thầy dạy đấy là vấn đề hiện nay. Vấn đề của chúng ta là vậy đó. Thế chúng ta đi lên làm sao nghe này, đi bây giờ nha, ta nói nha là đi ngồi đó, đi đạp đó, đi lên đó, chú ý nè, cái người cảm thấy hư á là không cần nhắm đâu, không cần được đâu nhé, mà chúng ta là đang tự hành của Bụng và tham dự cái tự hành, vì thế chính chúng ta mới phải tham dự đoàn Bụng. Vậy thì nghe đây, ai đọc bài đọc một anh chị em không nhắm đến tôi còn được không? Anh
thưa anh chị em, khi linh mục đọc lời nguyện, đọc lời nguyện nhận đấy, thì khi linh mục đọc cái này, chúng ta giơ lời cầu nguyện, ngài đọc. Nếu giả thiết mà có lời dẫn vào bài đọc một, thì anh chị em bắt buộc phải đứng nguyên tại chỗ dưới đất dưới đó cho đến khi ngài đọc hết. Chúng con cầu xin về Đức Giêsu Kitô, con hứa là Thiên Chúa và là chúng con nhận sống và chịu chịu chúa trong sự hiện diện của chúng thần đến muôn đời. Sau mọi người amen. Rồi người ta đọc cái lời dẫn thì mới được đi, không có được đi trước. Nếu không có lời dẫn, thì ngài đọc chúng ta dâng lời nguyện tay chúa gì gì đó mà không có lời dẫn vào đạo, thì anh chị em chỉ được phép đi khi ngài đọc cái câu kết là câu này: chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô. Trong cái lời nguyện của ngài nó sẽ có ba phần. Phần thứ nhất là mời gọi. Thế chúng ta đọc lại: chúng ta dâng lời cầu nguyện là mời gọi. Mời gọi xong cái này là Chúa là Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô một Chúa đã đến trần gian này, Chúa đã ban cho chúng con được ơn làm con Chúa. Xin cho chúng con cái sống xứng đáng ơn phẩm giá của Đức Kitô hữu để chúng con làm chứng cho Chúa trong thế giới ngày nay. Thì đó lời nguyện. Đấy là phần thứ hai. Phần thứ ba là cho để làm chứng cho Chúa trong thế giới từ ngày nay. Cái này là kết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa. Thì bắt đầu phải đọc chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa mới được đi. Đây thì cha chúng ta dâng lời cầu nguyện nó là bò đi, bố nó bò đi, nó lù lên kia, mà cha của đàn bà nó đang đứng chiếm chuệ đây. Con tin nhân nói thật không? Từ nay trở đi rốt lần chừa là cha đang tập lời nguyện tốt nhất của đồng nghiệp. Đi như vậy chỉ nhắm đặt con, đâu có cầu nguyện gì, đâu có cầu nguyện gì, đâu có nghe chúng cha tập cái gì đâu. Chỉ khi nào mà cha tập chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô mới được đi nghe chưa? Đâu đi thì cứ đi nghiêm túc đàng hoàng, đi thẳng giữa đây nó đi. Ví dụ như đang ngồi đây thì đang đứng đây nghe đọc chúng con cầu xin thì cứ chắp tay đi thẳng thề nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Thế tôi đọc như cha trong thời gian đó tôi đi đây là vừa nắm chưa? Rồi đi thì đi làm sao gặp các ban chú ý này, có lẽ là cha về trên, con về xứ Thăng Long, con cũng quy định hết tất cả cả hàng để thì tùy theo đây là quyền định của cha về trên, cha trị xứ mẹ cũng giúp nhận. Vì là khi đi lên thời gian đi chỉ có đoạn chúng con cầu xin như đâu thôi. Nếu mà các bác học những thứ bài đọc một, các bác đứng tận cuối nhà thờ, cổng nhà thờ là cũng có thế, thì gặp đến 10 chúng con cầu xin vẫn chưa bỏ đến đâu, cũng 10 lần chưa bỏ đến đâu. Thế thì làm sao? Có một số người em hơi láo nhé, em làm đi cùng năm nay 31 năm rồi nhé, tuổi đời 60 mấy tuổi rồi nhé, thì mà lo mày gì cho các bác nhé. Có nhiều người bảo nó thích đi lên lắm, chúa không, nó ngồi ngoài cuối nhà thờ bắt đầu nó đi, bắt đầu nó chạy chạy thì từ từ mọi người chiêm ngắm em một hơi đã. Nên đó, em quy định thế này: ở trong nhà thờ những người đọc thánh thư không được phép ngồi nản lại, muốn ngồi đâu bắt buộc có một chỗ ngồi nản lại. Và em chỉ định rõ luôn là cái hàng ghế đầu tiên giác cung hàng ngồi cái đó nghiêm túc đàng hoàng, dựng lễ đàng hoàng tử tế và giác cái một hàng ghế đầu cung hàng đó bước lên cung hàng thì cái câu chúng con cũng xin được cái đồ là vừa. Các bác hiểu nói không? Thì thế này là do các chàng quy định. Còn nếu không đó, là mắt ai muốn ngồi chỗ nào thì ngồi, nó sẽ lọt xa lọt sọt, lọt xa lọt sọt. Rồi nhiều khi không có thì chúng con hãy đứng lên cuối nhà thờ rồi đi lên. Có nhiều người thích lên nói lắm, tôi thích mọi người chú ý đến mình lắm luôn. Bật áo bật quần để đi học a học ẻo luôn. Nhớ nha, đó chú ý cái chỗ tôi ngồi nó sẽ giúp cho tôi vấn đề của mình nó không có bị chi chí và nó không bị lâu. Đó là về vấn đề chỗ ngồi và lên về vấn đề đi đứng, về vấn đề thở phục. Đức cha Sài Gòn này có nói rõ là đối với các thiền các viên mà
Thánh Chúa thì phẩm phục tốt nhất cho thường tác viên đó là áo an bài. Áo an bài cứ đặt được áo trắng đó, có cắt dây không cắt dây thì tùy, cũng được mặc áo an bài. Tuy nhiên thì Ngài cũng chấp nhận là đối với người nam mặc áo sâu đi thắt ra bát và người nữ mặc áo dài. Nhưng mà tôi hỏi ý kiến nhiều người, bây giờ tôi hỏi bây giờ cái chuyện đó chấp nhận nhé, nhưng mà tôi xem thăm ý kiến của quý vị khác. Tôi vẫn luôn luôn ở nhà thờ Thăng Long, tôi nói mặc áo dài tôi cấm, nhưng mà vẽ lên cả cái tư thì các chị mặc áo dài cứ mặc cái áo an bài vào cho em, rồi sau đó bảo xong các chị muốn cởi ra thì các chị cởi và các chị lại quấn áo dài. Thế thì em không biết là em có kỹ không, không biết, nhưng mà em hỏi các chị trả lời là không, các chị ông cái tàn nhẫn, em thấy quấn áo dài ấy, mà không có eo thì nó không là áo dài. Áo dài có phải có eo, áo dài phải có eo, mà có là cô ấy là võ sĩ sumo trong đó thì mặc áo dài có phải có eo. Áo dài nó không có mà người thì làm sao mà có đa áo dài, nó xù với nó làm sao. Các bạn có phải em ý niệm áo dài nó ôm mọi người không, có phải có eo? Ai đầu tiên bệnh nhân đây xem nào, còn áo dài nó cứ xù nó có eo và ót thì hết cả thì không quan áo dài, thì là áo dài nó xong tội thì phải không? Mà người gọi hay người không thì áo dài nó phải ôm vào người, mà áo dài ôm vào người mắt của em nhìn nó xeo, con mắt của em nhìn nó xeo. Ê, nhiều khi thì đã chớ rồi, nhìn nó đã sao rồi, bao nhiêu là con là đường cong đường keo nó ra hết đấy, nhưng mà còn khổ thân một cái nhiều khi mặc cái đồ nó lại trăng quá, không có được trăng quá cơ, nó trăng thành từ ra đi lên người ta thương nghe cái gì, người ta nghiêng trông thấy trăng nó lại cái eo hót như vậy là người ta cái bực mình rồi. Vậy bây giờ hỏi các ông như thế nào, các bà có trông thấy giống như tôi trông thấy, ai trông thấy như vậy giơ tay xem nào. Ở đây các có bạn nào mà đang đọc đặt từ đó bên cặp lời Chúa cho nên xem là một tay xuống họ xem các bà mặc áo dài eo vậy, các bạn đọc là có cái ngại không, không ngại gì? Không ngại gì? Thì tôi cũng xin lại đi. Tôi xin lại đi. Thì lỗi tôi đã thấy cho gái tôi mới coi cho gái cháu gái không cần phải đám cưới đến chuyện trong phản áo thì nó bảo về này cậu với cậu đi lễ nhà thờ là có mặc áo dài, nhưng đó đi ra nhà hàng có mặc áo đầm. Tôi hỏi của sao mày buồn cười vậy, sao mày mặc áo dài luôn ra ngoài nhà hàng? Thì nó bảo thôi cậu ạ, đi lễ nhà thờ mặc áo dài thì ta mới dò, còn ra nhà hàng mặc áo dài có ai dò, rồi ra nhà hàng chỉ có ăn thì áo dài mặc được không cần cậu ạ. Áo dài nó ôm xiết vào người mẹ làm sao được, mà áo đầm mẹ được. Nó nói tôi vậy đấy, có phải vậy không? Gật đầu, cái gì gật đầu. Với cái châu gái nó bảo vậy, đi lễ thì người ta dọn thôi, mà thở thì hát các bạn. Không ăn uống gì cả, nhưng mà đi đám cưới mà áo dài thì chết tươi rồi. Phải ăn và uống gì cả, thở làm sao được. Bây giờ đến lúc công bố thì các bác con ở đây
công bố này. Khi mà công bố lời Chúa, công bố lời Chúa, chúng ta nhớ là công bố lời Chúa thì cái bài công bố lời Chúa chia thành ba phần, nhớ ba phần nha. Nhìn ở đây chú ý được cái trí để nói chuyện thôi. Bài công bố gồm ba phần. Phần thứ nhất là câu dẫn vào bài đọc. Phần thứ hai là nội đọc. Phần thứ ba là câu tung hô. Phần thứ nhất câu dẫn vào bài đọc đó là cái câu này: chính sách sáng thế, chính thư thánh Phaolô tông đồ của Chúa. Thì câu dẫn vào bài đọc thì đây không phải là lời Chúa, mà là chỉ câu dẫn vào thôi. Câu dẫn này nó cho biết là cái bài chúng ta đang nghe đây nó được trích trong cuốn sách nào của bộ kinh thánh. Thì câu dẫn là nó cho biết, để cho biết rằng là chúng ta không đọc bất cứ cái gì mà chúng ta chỉ đọc kinh thánh thôi. Đó là chúng ta câu dẫn để cho biết là đây là lời được trích trong kinh thánh. Kế đến là cái lời của Chúa thì gì đó, khi ấy Chúa nói thì anh em thân mến vân vân, thì cái này nội dung lời Chúa. Sau đó sau khi đọc cái lời Chúa xong thì chúng ta có câu tung hô. Thì câu tung hô đó là cái này, đó là lời Chúa. Anh chị em chú ý câu này, đó là lời Chúa là cái gì? Là cái lời tôi vừa mới công bố là lời của Chúa. Đó là lời Chúa, tôi đọc 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 tôi nói đó là lời Chúa. Thì cái lời tôi vừa nói đó là lời Chúa, chứ mà lời của tôi. Thế thì chúng ta mới nghe cái lời của tôi, nó họ vừa mới công bố xong mà nói đó là lời Chúa, là cái lời họ vừa mới công bố, thì chúng ta mới đáp là ta ơn Chúa. Vì vậy xin tất cả các thứ thân lưu ý này, khi chúng ta đọc lời Chúa xong, chúng ta nói tôi hô đó là lời Chúa, thì chúng ta nói đó là lời Chúa để chúng ta nói cho mọi người lời vừa đọc là lời Chúa, thì chúng ta không được phép về, phải đứng nguyên ở đó cho đến khi họ đọc xong ta ơn Chúa xong mới được về. Vì mình vừa nói người ta nói đó, thì còn để cho người ta đáp được đó, ta ơn Chúa, ta ơn Chúa vì lời vừa nói xong. Rất là nhiều của các viên đó là lời ta không có hiểu gì hết. Nói tóm lại là chúng ta lên đọc hết chữ rồi đi về, và chúng ta không biết chúng ta đang làm gì. Có hiểu tôi nói không? Đây là một cái vấn đề lớn. Hầu hết người dân kinh không biết người đang làm gì. Lên thì có cái chữ đó là Chúa, chắc là chữ của em rồi. Còn bây giờ tôi còn đọc chữ là của mấy người, mấy người nhắm đi về. Chúng ta không có hiểu mình làm. Cái đơn còn là chúng ta nên có chữ để đọc. Đơn còn là tôi bảo tôi đọc có bao nhiêu chữ tôi đọc. Chưa hết đâu nha. Vì nhắm đọc mà không biết mình làm gì, nên người ta chỉ nói tên là có ba phần câu dẫn và lời chúng ta đặt tay vào câu đó, câu tung hô. Nhưng mà khổ cái là ở trong sách đó, thì người ta có ghi mấy cái này để giúp cho mấy người soạn bài giảng ấy. Chứ không phải là người ta biết để nó đọc. Người ta sẽ ghi cái chữ này bài đọc một, xong rồi người ta ghi cái hàng chữ nghiêng nghiêng tình yêu của Thiên Chúa luôn hiện diện dưới chúng ta. Ta bắt đầu với bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi thư Roma, thì người ta ghi cái bài đọc một, bài đọc hai tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy chúng tôi. Là Chúa tôi người ta ghi cái đó là cái câu chúng tôi tình yêu của Thiên Chúa, bài đọc hai tình yêu của Thiên Chúa chúng tôi. Là người ta nói để khi những người soạn bài giảng ta biết là ở cái bài này ý là như vậy, nên có bao nhiêu chữ hàng tới lên bài đọc hai tình yêu của Thiên Chúa thúc bách chúng ta, bài trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi đến Roma đi, có bao nhiêu chữ đọc hết, hoàn toàn không hề biết mình công bố lời Chúa mà lên đọc. Các bác hiểu em nói. Do đó các bác ạ, thế mà thấy một tác viên nào lên á, họ đọc cái câu này bài đọc một, bài đọc hai, đọc cái anh chàng đó, cái cô đó, cái người đó là cái sự chỉ đạo, chỉ đạo, tránh người ta làm cái gì? Có nghe thấy người ta đọc bài đọc mà đọc bài một bài hai bao giờ chưa? Và khi chúng tôi cũng biết được sai quá trời là sai, người ta bài đọc một bài đọc hai là để cho cái người soạn giảng á, một bài giảng hai để cho bài giảng cho nó dễ, chứ đâu có phải người ta biết cho thì mà đọc. Dạ
đang khi đọc các bác chú ý này, công bố lời Chúa là Chúa nói với chúng ta nghe, Chúa nói với chúng ta nghe, và Chúa nói qua ngôn miệng của Thừa Thác, qua ngôn miệng của Thừa Thác Viên. Thừa Thác Viên là cái người đang đọc đó, và chính mình khi mà mình cảm công bố lời của Chúa thì mình cũng phải cảm thấy Chúa đang nói cho mình, và Chúa đang nói cho mình xong rồi đó, mình đưa cái lời của Chúa luôn nói với mình công bố cho anh em. Vì thế anh chị em chú ý này, người công bố lời Chúa phải cảm được cái điều mà đọc đó là Chúa đang nói với mình. Mà Chúa đang nói với mình đó, thì mình phải chăm chú vào cái lời của Chúa. Thì Chúa nói với mình, ôi trời ơi, đây các bạn trên này, tất cả ai làm như thế này không phải Chúa nói với mình. Vừa đọc cái này, vừa đọc rồi, anh em thân mến, tình yêu của Chúa Kitô muốn thách chúng ta, như Đức Kitô đã nói, xin Chúa lên vừa đọc vừa nhìn thì bắt cáo vậy, là gây chú ý cho người khác về mình mà không thể để Chúa nói với mình. Ai vừa đọc vừa nhìn xuống người, vừa gây chú ý cho người khác về mình thì ít à, người đó mượn đầu heo nấu cháo, mượn lời Chúa để mà tỏ mình ra, để khẳng định về mình. Và khi ấy người này không phải là Thừa Thác Viên, người này mượn danh nghĩa đọc để cho mọi người thấy tôi là hồn cái là bộ. Chúng tôi không cần những người đó, chúng ta đi công bố, chúng ta phải nuốt từng lời của Chúa cho mình. Và tôi xin lỗi anh chị em nha, vì tôi đã kiểm tra rồi, đến đâu là Thừa Thác Viên đọc gây chú ý về mình, đọc xong không hề nhớ một chữ nào cái nội dung mình đọc trong những người nghe đã nhớ. Vì gây chú ý, nhưng không đâu quan tâm đến nội dung, không quan tâm đến nội dung, đọc hình thức cách này cách khác gây chú ý về mình, nhưng cái nội dung chúng nói thế nào không hề biết. Người nghe người ta chú ý, hỏi xong bạn vừa đọc xong bài thứ tư vừa rồi trích trong sách nào, cha để con xem lại, không có nhớ gì đâu. Bây giờ nghe tôi nói này, có một câu này, có nghe nhớ không? Không nhớ được dặn nào hết, không nhớ được dặn nào hết, đơn thuần chỉ là đọc cho hết chữ và lấy cái bài đọc, lấy cái chỗ đứng đó để gây chú ý cho cái tôi đọc có thể, còn không thấy Chúa thì các bác tin mình nói không? Hãy đi kiểm tra xem cái sự tôi đọc hết tất cả mọi người, tôi kinh nghiệm đó. Em biết là các bác không đọc thì các bác biết cái điều này. Cây vị trí quá sức là cây vị trí mượn việc hành làm việc hàng, hỏi sao mà người ta không chịu được, các bác không tính, người ta rất là không số sáng của mình. Do đó không được phép vừa đặt vừa dòng xuống giống dân, cứ chăm chỉ đặt rồi đến lúc mà thí dụ trích sách sáng thế, trích thư thánh Phaolô trong đầu đọc, đến lúc đọc hết xong rồi tôi đến câu đó là lời Chúa thì ngước lên một tí, bởi vì mình tôn hô của cái đáp đặt, mình xong một cái nước mắt lên tí, đó là lời Chúa thì ngước mắt nhìn thẳng lên, đó là lời Chúa mắt nhìn con cáo, ngước lên một chút là bây giờ em đọc xong rồi, bây giờ em tôn hô này, đó là lời Chúa thì mọi người và lời Chúa xong cái chữ tại Chúa thì bắt đầu có đi xuống, nắm chưa? Hôm nay nó công bố để chú ý lớn là cái lớn chưa? Và có muốn hỏi gì nữa không? Rồi, mời chị. Cho hỏi cái là lúc mà nãy xe đó khi mà cái người thì đã đi đọc sách bài đọc thì đến lúc là đó là lời Chúa mà thì cái lúc đó mình không bước lên thì có sao cha? Tức là một người đang đọc bài đọc thì mình không thể nào cái bài đọc, nhưng mà đến lúc là đó không thể nào được trên bản thân và đó là Chúa luôn. À, nghe thấy kịp. Tức là đến cái lúc đó là lời Chúa cùng bước lên thì có được không? Không có vấn đề gì hết. Tốt, không có vấn đề gì. Tôi chỉ nói là đang lúc đọc á, đang lúc đọc lời Chúa, đừng có nhìn
lên nhìn xuống, nhìn lên xuống và chỉ đó là. Nhưng mà có một cái chi tiết này nữa, chị ấy nói thì tôi cũng thêm bổ sung này, là khi chúng ta đọc thì chúng ta biết các bài đọc có đủ ba phần: công dẫn vào bài đọc, nội dung bài đọc, công tương hộ. Chúng ta đọc đó, chúng ta cố gắng làm sao chúng ta công bố thì người nghe ta phân biệt được ba cái phần của đọc đọc. Ví dụ đấy nha, chính thư Thánh Phaolô cho đồ Roma, anh thân mến, thì Thánh Phaolô có đồ tiếng Roma nghĩ, anh thân Roma nghĩ, anh em thân mến, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta vân vân, Ngài đã ban cho chúng ta sự sống của người vân vân, tâm ngưng nghĩ đó là lời Chúa. Thì người ta nghe cái phân biệt ba cái khác nhau, đừng có làm thế này. Chính thư Thánh Phaolô có đồ tiếng Roma, anh em thân mến, đó là lời Chúa. Tôi chẳng biết cái đường nào có đường nào nữa. Với là có ba cái là một hơi, không phân biệt được công dẫn nào hay là nội dung là tin mừng, à nội dung của bài đọc là chính là cái câu đáp ra, cái câu đó ra phân biệt ra ngưng một tí ra gọi là dấu số này. Chứ không, chính thư Thánh Phaolô có đồ tiếng Roma, anh em thân mến, đó là lời Chúa. Có thể những cái đó là một cái lễ hầu vương, đúng chưa? Cái người nào đọc như thế có nghĩa là cái người đọc hết chứ, có nghĩa là chỉ là học hết chứ, không phân biệt được người ta làm cái gì. Nghe nắm chưa? Còn ai hỏi thì nữa thôi. Dạ thưa con chào cha và con chào tất cả mọi người. Bây giờ con hỏi cha về một cái trường hợp này, là hôm đó là 9 tháng 12 tức là lễ kỷ niệm cung hiến vương thánh đường. Hôm đó là lễ kính, là có bài văn bài đọc riêng. Hôm đó con lên đọc bài đọc mà không kiểm tra cái người đọc sách mở sách bài đọc là ngày thứ bảy tuần thứ nhất của bài. Lúc đó con thấy có gì đó bị sai sai rồi, cho nên con phải lập sang con đọc bài văn của đúng ngày 9 tháng 12 và con đọc đúng bài văn, nhưng không thể sao không cha đi ra đọc bài văn ngày thứ mừng thì lại đọc bài thi mừng của ngày thứ bảy tuần thứ nhất của bài, vậy có sai không cha? Cái này là hơi là chi tiết con. Tất cả thế này là tôi biết hôm ngày thứ bảy đó, các bạn nghe đây này, là bạn đã nói là từ 9 tháng 12 dành cho ở giáo phận Sài Gòn là ngày kỷ niệm cung hiến nhà thờ chính tòa Sài Gòn, và tất cả các nhà thờ trong giáo phận Sài Gòn ngày hôm đó cũng phải làm lễ kính kỷ niệm cung hiến nhà thờ chính tòa Sài Gòn. Thế còn các địa phận khác, ví dụ chẳng hạn như Sài Gòn thôi, địa phận Mỹ Tho, địa phận nghĩa là trong cả nước Việt Nam có 2 tuần, địa phận thì chỉ có ngày 9 tháng 12, là những xứ nào thuộc tổng giáo phận Sài Gòn thì hôm đó cũng phải làm lễ kính kỷ niệm cung hiến nhà thờ chính tòa với bậc lễ kính, còn nhà thờ chính tòa làm lễ bậc lễ chấp. Thế còn nếu nó là một thứ bậc thứ bảy tuần thứ nhất của bậc thì ví dụ chẳng hạn như là bây giờ ông cha bên Mỹ Tho ông không có làm lễ cung hiến nhà thờ chính tòa Sài Gòn đâu, thì ông là từ Mỹ Tho thì ông sẽ làm hôm đó hoàn toàn là lễ ngày thứ bảy tuần thứ nhất của bậc. Các bạn đọc hắn và nói là chi tiết hơi tiết một tí nha, có đi tu không? Chúng tôi năm nay chúng tôi nhưng mà cha trả lời cho con để con được thẳng hơn, phải ai nắm được nắm đọc thì cái bậc lễ là cái này là lễ cung hiến nhà thờ. Cái này có trả lời trên cái này trả phước nó cho con nói là ở trong cuốn sách đó, là nhất là trong lịch công giáo cứ cãi nhau om sòm của bảo đi là còn có một lời kính đó, cung hiến đền thờ Laterano ngày bao nhiêu, ngày 9 tháng 11 là cung hiến đền thờ Laterano, thì trong lịch công giáo chỉ có một bài đọc không đúng, hai bài đọc trong tất cả các lễ kính Chúa của bài đọc hai bài đọc giống như Chúa nhận. Trong năm phục vụ có 6 lễ kính Chúa bài đọc hai bài đọc. Ví dụ nha, lễ Chúa chỉ khép cửa đó là một lễ đó, là lễ kính Chúa. 6 lễ kính Chúa cùng như lễ này, lễ thánh gia thất, lễ chỉ khép cửa, lễ dâng Chúa vào đền thờ 2 tháng 2, lễ Chúa biến hình, lễ Chúa biến hình 6 tháng 8, rồi lễ cung hiến đền thờ Laterano, rồi lễ sĩ tôn thánh giá 14 tháng 9 nữa. Thì tất cả 4 6 lễ này phải đọc hai bài đọc.
mà trong tiệc công giáo lễ cung hiến thì thật ra các cô để có một ai lễ cung hiến thì kỷ niệm cung hiến tại thánh tòa cũng buộc phải đọc hai bài tiếp tục hai bài ấy, thì như thế này là tòa thánh con nói là có bài đọc riêng thực ra cha nói con nghe chắc là hay chọn sẵn cho con riêng rồi thì con chứ còn á đọc hai bài sẽ lấy phần chung để cung hiến lấy phần chung đọc bài đọc một và lấy phần bài đọc một phần chung bài đọc hai còn bài tin mừng bài tin mừng đây bài tin mừng đây được các cha nhân dân lễ kỷ niệm cung hiến được quyền tự do chọn hoặc lấy bài tin mừng đó của lễ cung hiến hoặc lấy tin mừng của cái ngày đang có thì những cái ông cha ông lấy cái bài tin mừng ngày thứ bảy tuần thứ nhất của họ cũng không có sai vì ông có quyền chọn cái đó hiểu chưa đó là như vậy. Các bác nghe thì nó nghe nó được một vùng vùng trong tai nhưng mà cái người trong cuộc người nắm được vấn đề các bác ai hiểu được cái câu chuyện người người cha sẽ đáo nói trên tay cho ớ giỏi cái ghế hả giỏi cái ghế hả thế là cũng như cuốn sách tê á và đúng rồi bạn làm về cái bài đọc không phức tạp với rất nhiều bài đọc thì bài chúc mừng ông được chọn được để chọn bài kia vâng mời chị. Thưa cha,
vậy đường các viên có mắc tội không? Nghe này, có tội lệ gì cả, tức là những gì? Bây giờ hỏi nhé, các bạn nhân rồi các viên trang bị lên Chúa cũng say rượu tầm mùi hơi nhiều không thì nó đã này rồi. Các bạn có tin nghe nói là không phải đổ cái chai, có một vài cha nhậu mà không mở mắt ra được thì hố hồ và mồm làm sao mà không biết được, mà đến giờ làm lễ, đến giờ làm lễ đâu thành lễ mà say quá trời say, lờ mờ đặt nọ dọ kia. Em hỏi các bạn, ông cha say rượu đó làm lễ có thành không? Thành không? Ai bảo thành cho đây xem nào, ngoài làm đúng đâu, đúng đến tin đó, đúng đến tin đó. Thì trong trường hợp đó thì sao? Nhiều người hỏi cha, ông cha say rượu quá trời say rượu, lờ mờ nhậu tối mặt là làm lễ, chúng con làm sao bảo bây giờ cha cách nào không? Thì tôi nói thế này, đi lễ thì hành đó, nhưng mà đi lễ đó thì ông cha say quá rồi có nói gì được đâu, chân đỏ chân thượng chân hạ cái đá tù lung làm lễ thì gặp không hết đâu. Thì trong trường hợp đó ngừng đầu lễ, ông cha ông sẽ nói hôm nay chúng ta dâng cái ý lễ này cầu cho linh hồn A, linh hồn B, linh hồn C, thì ông đó không nói được đâu, thì ông đó tức mình nghĩ ý lễ đó cầu cho cha xứ được ăn năn dở lại. Đừng có hậm hực vì lễ thành, nhưng bây giờ cha rao ý lễ, còn mình dâng ý lễ cho mình. Hôm nay con dâng lễ cha xứ như thế này, con dâng ý lễ cầu cho cha xứ được ăn năn dở lại, cho kẻ có tội được biết ăn năn dở lại. Ai mà chả có tội? Thế ông này tội nguyên nhiên quá rồi, thì cầu cho ông ăn năn dở lại, ông bớt nhậu đi. Đồng ý nhé, nhớ nhé. Khi mà anh chị em mà đi lễ mà thấy các nửa các viên linh mục hay những người nọ người kia, tôi xin anh chị em một điều, tôi rất nhận hỏi các thầy giải sơ đó, các con là điều khi đi lễ thấy các nửa các viên cha này cha kia làm lễ, các con chi trí, các con bực mình không? Đừng bực mình, đừng bực mình, họ là con người như mình, nhưng mà bởi vì họ chỉ có làm cái điều là họ có quyền như thế đâu, nhưng mà mình có cái quyền này mà không ai cấm mình được, là mình cầu nguyện. Mình tại sao mình xin nhiều ý đồ ý lễ lắm, mình đi lên xin ý lễ này lên kia, tại sao mình không cầu nguyện cho cửa tâm viên? Chúng ta cầu nguyện cho cửa tâm viên, xin Chúa hóa chuyển lòng cho cửa tâm viên, cho cha xứ con, cha phó con, cho cha làm lễ đây được sống đàng hoàng thánh thiện, có hay không? Còn thánh lễ đó bị sốt sáng, đâu cầu nguyện cho kẻ có tội được ăn trở lại cái hay hơn không? Thế cuối cùng mình cứ hâm phục từ đầu đến cuối cùng này, nhớ nhé, từ nay trở đi lễ mà có một mình thì nhớ ý của cha giáo đây, cầu cho kẻ có tội được ăn năn dở lại. Mình đã có cầu xin Chúa mắt người lòng thôi, nhớ nha. Vậy thì bây giờ có những chuyện như thế này là những cái ai á nói vậy, nhưng mà những cái người các kia nào mà uống rượu quá thì đến cái lúc mà chăm đến Chúa thôi, mình đừng có trao, mình nhờ cái người khác giúp cho, nhớ nha. Đứng tôi toàn mùi xong thế Chúa tôi, em có nói là các bác nha, uống rượu của ná là Chúa tôi vừa uống rượu vừa uống thuốc, cả hai cái đánh nhau trong cái mồm, vừa còn mùi thuốc lá mùi uống rượu chưa hết đâu, lại còn cái mùi tự trong cơ thể ra nữa, kìa xuống Chúa rồi. Em giải tội nhé, nhiều khi á mùi rượu mùi xanh rượu là mùi thuốc lá là mùi mồm thối, em cứ để cho con thuốc, em lại có thể giữ mùi chúng tôi đang nói không tốt, em lại có còn khổ không em? Vừa mùi rượu vừa mùi thuốc lá hay thế chứ. Tôi có khi mà tôi thương các bà đi xuống đất đầu chồng thế này, sao thế này để sự nổi lên, nó về nó đi về nó hôn cho một cái chắc là nó hơi về đầu rồi. Chúa tôi chắc chết, tôi bảo Chúa tôi mình chắc chết luôn, có phải về anh cưng em đã chắc chết luôn.
kỳ quá, nghe quá. Được người ta nhìn có phải cần rửa tay trước khi trao đổi thánh chúa không? Vì tay toàn mùi thuốc lá. Bây giờ em qua cái vùng này, em xin lay các đường các viên là uống rượu uống thuốc. Bây giờ em mới không cấm đâu đó. Và các chuyện đó, các chuyện đó là nhiều cái chính quyền của người ta. Nhưng mà các bác phải chú ý như thế này là chúng ta là rửa các viên của thánh, rửa các viên của mọi người. Ngày nào mà mình trao đổi thánh chúa thì chúng ta hy sinh một tí. Chúng ta nhớ như thế này, chúng ta nói rồi, xin các bác nhìn em này, chúng ta nhớ cái hy sinh của chúng ta nó lớn hơn công việc chúng ta làm. Cái hy sinh của chúng ta lớn hơn công việc chúng ta làm. Chúng ta làm cái công việc đó nhưng để chuẩn bị cho công việc đó bằng sự hy sinh, chúng ta không nên hy sinh. Chúng ta không uống rượu, uống thuốc thì cái đó là cái nghi lễ nó lớn hơn cái việc chúng ta làm. Tôi nói thật cho bác, tôi xếp mình hàng ngày và tôi cam kết với bác, tôi chết tôi đi làm chắc chắn 100%, chắc chắn 100%. Tôi nói chắc chắn với bác, tôi chết là tôi đi làm 100%. Các bác biết tại sao tôi nói vậy không? Tôi nói thế này, lạy Chúa, đời của con không hề bao giờ con kể công trước mặt Chúa con làm cái gì. Tôi nói linh hồn của tôi cho các bác nghe, con không hề, con làm đi được 30 mấy năm cuộc đời con, 60 mấy tuổi con không hề bao giờ cuộc đời con ngồi gấp sẵn, con không hề con nghĩ con đã làm cái gì làm cái kia. Nhưng là Chúa, điều con làm mà có công trước mặt Chúa lớn nhất là con đã cố gắng hy sinh và chiết lắm những điều nó xảy đến cho con trái đi làm linh mục mà con cố gắng con làm bao nhiêu thứ nhưng con không hề. Nhưng mà khi người ta hiểu nhầm con, họ nói con cái điều khác và con vẫn cứ vui vẻ, con vẫn không có cảm thấy không bị suy sụp vì con đang làm cho Chúa, và con không chịu đựng cái chịu đựng mà người khác làm cho mình đau khổ, mà cái chịu đựng đó nó gấp ngàn lần cái việc mình làm. Vì thế cái người này chúng ta thấy chúng ta làm rất là mệt, nhưng mà nếu có tâm hồn của chúng ta mà bình an thì mọi cái vui xung quanh. Còn chúng ta không làm gì mà tâm hồn chúng ta làm cái giải bỏ, chúng ta khổ lắm. Nên trước mặt Chúa, tôi nói là Chúa không phải việc con mà là cái sự chịu đựng của con về những cái trái ý. Con chịu đựng cái đó rồi thì cái đó là công trạng của con. Nên anh chị em nghĩ xem, tôi lấy gương Chúa Giêsu, nếu mà xét về công việc Chúa Giêsu làm là Chúa tôi, chúng ta thấy Ngài làm toàn đi vu khống, cuối cùng cái thất bại nhất của Ngài là cái chết. Mà chính cái chết đấy, chết khi mà người ta bất chính một cách gọi là bất công như vậy mà là đem con cứu độ. Thì như vậy thì cái lương thực của Chúa là thánh ý Chúa Cha. Vì thế cái điều mà Chúa làm đó là mục đích là diễn tả ý của Chúa Cha. Vì thế trong người bây giờ không phải ý con mà ý Cha, nên cái ý của Chúa Cha hay ta còn rất động lực hành động của Chúa thì nó lớn hơn việc Chúa làm. Cái ý hướng cho hành động nó lớn hơn cái việc. Nên trước mặt Chúa tôi nói, tôi không bao giờ tôi nghĩ đến việc đâu, mà tôi nghĩ đến cái ý hướng, cái chiếc lực ở trong đó thì nó lớn hơn và tôi vượt qua cái đó. Và đó là cái tôi. Các bác hiểu không? Các nghe không? Ai hiểu các nghe từ đây em xem nào. Và chính cái ý hướng này nó làm những cái công trạng của chúng ta. Còn nếu chúng ta nhắm việc, người đời người ta trả công rồi hết, trả có gì đó. Chúng ta quên cái đó. Vì thế mỗi khi tôi dâng lễ, tôi vẫn hay nói với Chúa là Chúa, con dâng nghi tế của Chúa này, con sẽ phải cố gắng một chút để tôi chẳng hạn. Không có làm lễ, tôi làm lễ rất là nghiêm trang. Trước khi làm lễ tôi phải làm cái gì, sau khi làm lễ tôi làm thì có ý thức là bây giờ mình dâng lễ. Thì khi dâng lễ như vậy thì cái hy sinh của mình nó có giá trị, có giá trị trong nghi tế đó. Do đó anh chị em tôi chia sẻ cái kinh nghiệm thiêng liêng của tôi vậy đó. Anh em, anh chị em nào đọc thánh thư hay là đọc thánh trăng với Chúa, chúng ta nhớ ở đây chúng ta không thao tác một công việc mà để chu toàn công việc ấy, chúng ta phải vượt qua con người của mình, tức là làm sao chúng ta không có, ta gọi là thế này, không có chiều theo cái sở thích, cái đam mê của mình với nó, nhưng mà chúng ta phải hy sinh một tí. Cái hy sinh nó rất lớn mà chúng ta vượt qua cái khó hơn đó, hy sinh cái đó chúng ta chu toàn cái
cái việc kia thì cái việc đó nó mang đến cái nhờ cái sự nhìn của chúng ta. Các bác hiểu nghe chân nhau nhớ nhé, nhớ như này nhé, bằng cho tốt là chúng ta đến mất ý nghĩa là rửa tay làm một phép phép vệ sinh và đồng thời cũng là để tỏ lòng tôn kính. Vậy thì ai cũng thích lá để rửa tay tay nhiều khi để đặt những cái tay ra thì không biết một đứa bạn trên thuốc mà ta đốt trên trên miệng thì là mình đặt toàn mùi thuốc lá cũng không được, rồi xong trong cái thuốc xong thì là mình cũng phải rửa tay, bởi vì mùi cái thuốc có thể trên tay thì chúng ta phải rửa tay. Và các bạn nhớ cái này này, là cái ly nước mà ly mà chúng ta phải rửa tay á không có được đổ xuống cống nhá, thì cái ly nước này nó cùng với khi mà giặt các khăn ánh á, thì anh chị em nhớ là khi làm lễ á thì ông cha ông có hai khăn này rất là quan trọng, cái khăn mà ông lấy lau cái chén á, rồi khăn ánh á, và cái khăn mà cái khăn chín tiếng á, gập á, thì khi giặt á là cái khăn chín tiếng mà cái khăn đó có người gọi khăn chín tiếng này người ta gọi là corona thì tức là cái khăn thì là cái khăn này là 9 miếng hay là bao nhiêu miếng không biết, là khi dân lễ phải đặt chén ánh bỏ chén mình đừng lấy chút trên cái khăn đó, thì khi giặt thì cái khăn mà đặt chén ánh và khăn 9 miếng đó, cái khăn lau chén này, hai cái khăn này sẽ phải giặt chung, không được ghép giặt với cái khác. Hai cái nước này giặt chung với nhau bằng giặt thứ nhất nước lọc, nước thứ nhất lọc tức là không được của sao không nhau nước lọc nhất, bởi vì cái khăn lau chén thái thì có thể là còn dính lại một cái máu chúa hay cái khăn mà chúng ta bị đánh tên này, đôi khi một cái chúa rơi chúng ta không trông thấy, thì hai cái khăn này phải đặt vào nước lọc. Nước thứ nhất này đổ vào gốc cây hay đổ trên mái nhà không được đổ ra gốc đâu, giặt vào nước lọc thứ hai cũng đổ vào gốc cây hay mái nhà, sau đó sang nước thứ ba mới được đổ xà phòng, không được đổ xà phòng ngay được, không được đổ xuống gốc ngay. Đầu tiên là đầu thứ nhất và nước hai là đặt nước lọc và nước đó buộc phải đổ vào gốc cây. Cũng vậy cái nước mà rửa tay cái mục người ta phê sâu trong cái chút rửa tay cái này nhiều khi rửa tay xong gọn mấy cái ngón tay thì cái nước đó phải đổ vào gốc cây vì trên tay không mọc một miếng chúa, ta không có phân biệt là chúng ta cứ đổ hết luôn đổ vào lavabo là hoàn hết nha. Bây giờ còn câu cuối cùng nữa, những người bị giới tính thứ ba có được dân tộc và đạo hát các ca không? Ví dụ cái này em đau đầu lắm các bác ạ. Giới tính thứ ba là bấm. Bây giờ em nói các bác nghe, hiểu giới tính thứ ba là người đó về mặt thể lý, về mặt thể lý chắc chắn là hoặc đàn ông hoặc là đàn bà. Ta gọi giới tính thứ ba là bởi vì cái tâm lý của cái người đó nó ở giữa, nó chẳng phải đàn ông chẳng phải đàn bà, hoặc nó là đàn ông hoặc nó bản là đàn bà, hoặc nó là đàn bà nó bản là đàn ông, nhưng mà cái thể lý của nó thì nó không có thời nào mà sinh ra cái là nó ở giữa cả. Sinh em bé ra cái hỏi nó là cô tí, nó là hoàng tử, công chúa, chứ không bao giờ nó là phương hương đâu. Đây là một trong vấn đề là Chúa dựng lên chúng ta. Chúng ta không có thể nào quyết định là ở cái giới tính thứ ba phương hương được. Vì cái thể lý của chúng ta, con người không thể nhận ra được, sinh ra mặc nam mặc nữ thôi à. Bây giờ nó đọc ra cái vấn đề, bây giờ chỉ là vấn đề tâm lý. Đang có vấn đề tâm lý này, đây là vấn đề đau đầu á. Tại cái người nào hỏi thì em cũng đặt câu hỏi thì thôi, chứ còn bây giờ cái chuyện thì cũng thẩm quyền ở nhà thờ Thăng Long cũng bởi vì tôi dạy học nên người ta cũng tìm đến thầy giáo và hỏi nhiều lắm. Cái vụ mà ngày 18/12/2023 rồi, thế bộ đức tin của giáo đức tin ngày 18/12 của giáo đức tin là công bố một cái tuyên ngôn là cho phép chúc lành cho các cặp đồng tính và chúc lành cho các cặp sống bất hợp lệ về tới đầu nhân. Có biết vụ này không? Ai biết giơ tay xem nào? Đại chúng tôi biết hết tất cả. Chúng tôi biết hết tất cả rồi. Thế rồi, bây giờ các bạn nghĩ làm sao?
nhiều tranh luận rất là nhiều tranh luận. Rồi Đức Tổng giám mục Vũ Văn Thiên cũng có một cái bài nói ở trên mạng, nghe tôi nghe thì ngài trả lời chung chung rồi thôi, chứ mà chung như rất khó phát. Đức Tổng giám mục Sài Gòn thì ngài cũng chưa có đưa ra lập trường, bởi vì ngài là chủ tịch hội đồng giám mục nên ngài đưa, nhưng mà trên thế giới thì có những hội đồng giám mục tốt nhất không được chúc lành cho đồng tính, rồi có những hội đồng giám mục thì đồng ý có chỗ tăng một phần, biết là tranh luận nhiều lắm. Thế bây giờ tôi xin lỗi nha, tôi không phải là giám mục mà tôi không có thẩm quyền gì, nhưng mà tôi nói theo lương tâm linh mục của tôi, còn nói theo lương tâm linh mục của cá nhân của tôi. Khi người ta hỏi tôi thì thực ra là thế này, là việc chúc lành cho những cặp hôn nhân bất hợp lệ, nói cái văn thư này của tổng bộ giáo đức tin đó, không chỉ chúc lành cho đồng giới hai đứa đã ở với nhau thì nên xin trai chúc lành, mà còn cái tình trạng này đó, hôn nhân bất hợp lệ có nghĩa là thế này, vợ nọ con kia đấy, nó ở bà hai công khai hay vợ với ông hai công khai rõ ràng là rối. Bây giờ hai người rối đó đến xin trai chúc lành, văn thư này đó cho phép rồi đó, chúc lành. Nhưng mà chúc lành thế nào là không phải là chúc lành theo kiểu phục vụ, mà bây giờ nó nói là bán quán mọi loại. Ví dụ chẳng hạn hai cái anh đó, hai cái chị đó bây giờ thấy cha thủ, bây giờ gặp ngoài đường, nó bảo cha xin cha chúc lành cho ông con, thế tôi đến chúc lành hai người đó, đấy là gọi là chúc lành, mà là chúc lành phục vụ, tức là mình chúc cho họ đời sống về việc này việc kia, về sức khỏe các thứ mọi việc. Tôi nói phân biệt là chúc lành phục vụ, chúc lành phục vụ là như thế này. Ví dụ bây giờ các bác đưa ảnh hưởng đến tôi là phép chúc lành, chúc lành phục vụ. Hay là chẳng hạn như bây giờ các bác thấy trẻ con đi đưa lễ, bây giờ người lớn đưa lễ thì đưa lên cho các cha chúc lành phục vụ đó. Chúc lành phục vụ là chúc lành công khai trước mặt mọi người, và có cái nghi thức nào để chúc lành phục vụ. Nhưng quy định chúc lành cho đồng tính, chúc lành cho những người mà bất hợp lệ xong ta gọi con nọ con kia là không có được phục vụ, tức là làm kín đáo lên thì ngoài được không có được không. Thì tôi trả lời thế này, cái hành vi phân biệt là hành vi phục vụ hay là hành vi bên ngoài, thì cái vấn đề là ở chỗ này, cái vấn đề là ông cha. Xin lỗi, bây giờ tôi ở với nhau này, hai người ở với nhau này, vợ nọ con kia này, hay là đồng tính ở với nhau này, chúng tôi xưa nay vẫn ở với nhau mà, nhưng bây giờ mở ra tôi cần ông cha chúc lành cho tôi, nghĩa là cái tư cách của cái ông cha đó, dù ông làm cái gì, dù ngoài cùng hay không ngoài cùng, ông cha không có hiện diện, mà sự hiện diện giữa hai người này bất hợp lệ ở ăn ở vợ con kia và đồng tính, thì chính sự hiện diện của ông cha làm cho người ta ngộ nhận rằng là ông thừa nhận cái tình trạng họ ở với nhau thì tôi lại. Các bác hiểu cái nghĩa không? Phục vụ hay không phục vụ, nhưng mà sự hiện diện của tôi, mà tôi giơ tay ra tôi chúc lành, nghĩa là tôi thừa nhận cái tình trạng đó, tôi không làm. Nhưng nếu hai người đó đến gặp tôi, đừng bảo tôi chúc lành, mà đến gặp tôi nói chuyện, trao đổi, hỏi han bình thường như biết bao nhiêu người khác, tôi mở toan cửa tôi đón nhận hết, nhưng đừng bảo tôi giơ tay chúc lành thì tôi không cần. Tôi giơ tay chúc lành có nghĩa là sự hiện diện của linh mục, nghĩa là tôi thừa nhận cái điều này và tôi làm cho người khác ngộ nhận họ cứ sống trong tình trạng đó. Nhưng bây giờ họ đến, họ như thế, họ đến thì tôi sẽ có cách nói chuyện này, thế nói chuyện kia. Và tôi cũng nói ở được rồi thì tôi sẽ cầu nguyện cho hai anh, hai chị, hay là cho ông bà, để chúng ta nhìn thấy ý Chúa, chúng ta cố gắng sống đẹp với Chúa. Thì tôi đối thoại, kể chuyện, nói chuyện, cầu nguyện cho nhau được. Nhưng từ mặt tôi giơ tay chúc lành, các bác phân biệt không? Nếu tôi, bây giờ trong phục vụ nhé, trong phục vụ, tôi có biết gì trong phục vụ, thì đặt cái gì thì đặt, nhưng mà vẫn giơ tay. Còn ở ngoài họ không biết phục vụ, hay là bên ngoài không thấy ông cha giơ tay à, thì cứ giơ tay là ta biết anh, thì họ ngộ nhận rằng là ông rất thừa
mà như thế chẳng khác gì ông hợp thứ hóa cái tình trạng này thì tôi không làm, tôi không làm. Tôi có trình bày Đức Tổng không? Ngài hỏi lên tôi hỏi Đức cha ra lệnh thế nào không biết, nhưng cho đến giờ này chưa có văn bản ra lệnh của Đức cha thì bản thân con không làm. Vì cái cử chỉ của ông cha phục vụ hay là phục vụ giơ tay thế này làm cho người ta hiểu là mình người ạ, cái tình trạng sống một cách bất chính bất hợp pháp thì nó đâu biết gì. Nhưng mà bây giờ nào đối thoại mình mở cửa thì đối thoại mình nói chuyện mình ngờ mình không có lạc trường người ta thì đó tốt, tốt. Tôi sẵn sàng đón nhận tất cả để nói chuyện khuyên bảo rồi cầu nguyện cho nhau, ngồi cầu nguyện với nhau là điều tốt. Nhưng mà tôi giơ tay thì không giơ. Các bác ai đồng ý quan điểm của cha giáo thì giơ tay xem nào. Ôi trời ơi, ở châu Âu nó làm thêm tệ, còn ở Việt Nam nó không làm thì lương tâm như một con không làm. Vì giáo dân không phân biệt trong công vụ với nhà đất mà con cứ giơ tay là nghĩa là con thường đến cái tình trạng đó rồi. Nhưng mà mời nói chuyện, à nói chuyện, ai chuyện đàm hàng để đến mở quan cửa nói chuyện. Tên tình rồi người kia, ôi cái cầu nguyện cho hai anh, cái cầu nguyện cho hai anh chị, cái cầu nguyện cho, rồi chúng ta cũng cố gắng tìm những cái chỗ thì được, nhưng mà giơ tay của chị. Ở nhà hết giờ rồi nhé, thôi mà đỡ gì học tiếp, hài lòng chưa? Tết, chúng ta cùng với nhau Tết khỏe mạnh nhé, ở sáng tháng 3 chúng ta gặp nhau.